Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị các ngành địa phương sớm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ngay từ đầu năm. Gần 14.000 người có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt nếu khô hạn tiếp tục kéo dài. Lào Cai trong âm nhạc, món quà âm nhạc ý nghĩa mỗi tối cuối tuần. Tin trong nước và quốc tế, gần 100 phóng viên đi thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa. Ban trình diễn pháo hoa và drone lập nhiều kỷ lục thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo thực hiện dân chủ ở cơ sở đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tôn giáo thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2023, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Tuyên truyền vận động đồng bào có đạo thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ngày càng tốt hơn. Năm 2023, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo hướng tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của người dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được chính quyền các cấp chú trọng quan tâm, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận của người dân trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo đến tận khu dân cư và từng người dân. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp và tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thường kỳ tháng 1 diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 1, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là ở các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp, khoáng sản, nông nghiệp. Theo đó, đối với lĩnh vực công nghiệp sẽ sớm đưa nhà máy gang thép Việt Trung vào vận hành trở lại trước Tết Nguyên đán, tháo gỡ vướng mắc về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ Đồng Tà Phời. Tỉnh sẽ tập trung giải quyết những vướng mắc về đất đai, nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án công nghiệp trọng điểm. Đối với lĩnh vực thủy điện, tỉnh sẽ chỉ đạo gỡ khó về thủ tục thuê đất, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án thủy điện đang triển khai. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngay từ đầu năm, các ngành địa phương cần tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, nhất là về vấn đề mặt bằng, giải ngân nguồn vốn, sớm phê duyệt hoàn thiện hạ tầng các dự án khu cụm công nghiệp đã được quy hoạch để thu hút đầu tư. Đối với các dự án nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị sớm gỡ nút thắt về chứng nhận quyền sử dụng đất và tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng để đầu tư. Ngày 3 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết dự án quyền sức khỏe sinh sản và quyền học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ năm 2023. Giai đoạn 2023-2026, dự án được triển khai tại 3 xã, Dền Thàng, Sáng Ma Sáo của huyện Bát Sát và xã Xuân Hòa của huyện Bảo Yên với 300 gia đình tham gia. Qua một năm triển khai, dự án đã giúp cha mẹ và các gia đình vùng dự án có thêm kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng cho trẻ em. Trong năm đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, nhà trường, tổ chức 6 lớp tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ và thực hiện quyền trẻ em cho 150 lượt cha mẹ, hỗ trợ thành lập 3 câu lạc bộ, cha mẹ yêu thương và chia sẻ. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời triển khai những hoạt động của dự án trong thời gian tới. Với mục tiêu đến năm 2026, trẻ em người dân tộc tại vùng dự án được thực hiện đầy đủ các quyền sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, quyền được học tập và được bảo vệ trước các nguy cơ bị xâm hại và bạo lực.
Yêu thích đan len, vốn bản tính lại khéo léo, tỉ mỉ, Đoàn Thị Thái, cô sinh viên năm thứ hai khoa sư phạm phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, cùng người bạn thân có chung sở thích, đã biến niềm đam mê thành ý tưởng khởi nghiệp độc đáo, đó là kinh doanh các sản phẩm bắt nguồn từ chất liệu len. Chỉ bằng những cuộn len đủ màu sắc và chiếc que móc, Đoàn Thị Thái và người bạn thân của mình đã khéo léo tạo ra những đồ vật xinh xắn, ngộ nghĩnh và rất đáng yêu. Ý tưởng khởi nghiệp làm đồ handmade từ len được Thái ấp ủ từ khi học cấp 3, đến nay mới có điều kiện để bắt tay vào thực hiện. Ở tỉnh Lào Cai thì về đồ handmade, thổ cẩm thì nó khá là phát triển ở các điểm du lịch. Nên là em cũng muốn thể hiện các bản sắc văn hóa dân tộc của mình vào trong đồ len trong đó. Nên là em đã lựa chọn ý tưởng thực hiện đồ len này. Để tạo ra những sản phẩm ấn tượng và có điểm nhấn, Thái luôn tìm tòi tự lên ý tưởng thiết kế hoa văn, họa tiết phù hợp cho mỗi sản phẩm. Áo, túi sách, ví, móc treo chìa khóa, nơ cài tóc. Những sản phẩm đồ handmade này có giá bán từ vài chục đến vài trăm nghìn trên một sản phẩm, đang rất được các bạn trẻ ưa chuộng. Tại vì là em cũng thích đồ len ạ. Đấy, đây là khi mà thấy bạn Thái và bạn Trang, bạn ấy đan, bạn ấy đang bán thì vì là thích nên là em lựa chọn mua của bạn ấy. Còn là em đánh giá là bởi vì là cái này nó khá là tỉ mỉ đấy, nên là nó tỉ mỉ này, nó đẹp nữa. Các bạn cảm thấy thích thú thì mình cũng cảm thấy một chút thành công trong cái con đường khởi nghiệp này. Cũng cố gắng dành thời gian để khởi nghiệp về ý tưởng bằng đồ len thổ cẩm này. Em sẽ phát triển mấy mô hình kinh doanh này trên trang mạng xã hội để lan tỏa rộng lớn đến mọi người hơn. Mong muốn đưa đồ len handmade đi xa hơn, Đoàn Thị Thái đã đăng ký tham gia cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp năm 2023 do tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức. Vượt qua 35 ý tưởng dự án của Đoàn Thị Thái đã lọt vào vòng chung kết và được ban giám khảo lựa chọn là một trong những dự án tiềm năng. Đây cũng là động lực để Thái và các bạn có thêm niềm tin với những sáng tạo của mình trong tương lai. Trong những năm qua, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cử 29 bác sĩ giúp cho trên 8.000 người dân các huyện trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại cơ sở. Các chuyên gia y tế của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chuyển giao nhiều kỹ thuật khó cho các bệnh viện tuyến huyện, triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng ý nghĩa như tham gia khám chữa bệnh tình nguyện, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân tại các xã khó khăn. Từ sự hỗ trợ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tỷ lệ chuyển tuyến của các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 4,5% năm 2022 xuống còn 3,5% năm 2023. Danh mục kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến huyện được hỗ trợ tăng lên 8.534 kỹ thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật vượt tuyến được triển khai tại các huyện vùng khó. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp dự báo thời gian tới, nếu khô hạn tiếp tục kéo dài, mức nước ngầm sụt giảm, một số giếng nước khe mạch bị khô cạn sẽ làm hơn 2.480 hộ, tương ứng với gần 14.000 người thiếu nước sinh hoạt. Đặc biệt tại ba huyện đang có nguy cơ sa mạc hóa cao là Mường Khương, Bắc Hà và Simacai, dự báo có khoảng gần 11.000 người thiếu nước sinh hoạt. Để khắc phục, các địa phương đang thực hiện sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt, đảm bảo cung cấp đủ nước cho người dân. Đối với mỗi địa phương, cần quản lý phân phối, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, nâng cao nhận thức trong sử dụng nguồn nước, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý ngăn chặn, đắp, đào, xẻ kênh lấy nước không theo kế hoạch cung cấp nước sinh hoạt đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Lên sóng truyền hình Lào Cai từ năm 2021, phát sóng hơn 60 số, chương trình Lào Cai trong âm nhạc đã trở thành người bạn thân thiết, món ăn tinh thần của khán giả yêu nhạc. Tùy theo từng chủ đề, khán giả cảm nhận được vẻ đẹp đất và người, cũng như những giọng ca đẹp của quê hương Lào Cai. Từng tham gia chương trình với vai trò ca sĩ khách mời,
Khánh Thủy, cô ca sĩ trẻ người dân tộc Thái gây ấn tượng với khán giả bằng giọng ca nhẹ nhàng, bay bổng. Với Khánh Thủy, Lào Cai trong âm nhạc là cơ hội tốt để cô trau dồi kinh nghiệm cho con đường nghệ thuật của mình. Thì cái điều đầu tiên mà em học được là cái cách làm việc của các anh chị trong ekip. Và khi mà quay MV hoặc là quay trên sân khấu thì em học được cái cách phong cách biểu diễn, cái nét mặt của mình khi mà đứng trên sân khấu, thì khiến mình trở nên tự tin hơn khi mà đứng trước ống kính. Với thời lượng 45 phút, khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp ấn tượng của Lào Cai qua từng ca khúc được sử dụng trong chương trình. Cùng với đó, tùy theo chủ đề, khách mời là các ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ nhân đã chia sẻ về niềm đam mê cũng như việc bảo tồn, phát huy những nét đẹp của âm nhạc truyền thống. Đây là động lực để Lào Cai trong âm nhạc tiếp tục đổi mới, mang đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị hơn. Em là một khán giả rất là hay xem chương trình Lào Cai trong âm nhạc, và em cảm nhận được là em thưởng thức những ca khúc rất là hay với những ca sĩ nổi tiếng cũng như là ca sĩ mới tại Lào Cai. Ngoài ra em còn hiểu biết về bản sắc văn hóa Lào Cai, còn biết được các điểm du lịch đẹp, ví dụ như các huyện hoặc các bản hoặc là mỗi vùng miền riêng ạ. Để không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện thì format chương trình Lào Cai trong âm nhạc năm 2024 sẽ có một số cái đổi mới. Ví dụ như là chúng tôi sẽ mời các ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài tỉnh sẽ tham gia biểu diễn ở trong chương trình, và chương trình sẽ thay vì là ghi hình phát sau thì bây giờ là sẽ thực hiện hoàn toàn là trực tiếp. Địa điểm thực hiện thì tại nhiều địa điểm khác nhau, ví dụ như tại trường quay, tại các sân khấu ngoài trời. Hy vọng là cái chương trình sự đổi mới đấy sẽ được đón nhận của đông đảo quý vị khán giả trong năm mới. Với những thay đổi về nội dung, hình thức thể hiện, Lào Cai trong âm nhạc năm 2024 hứa hẹn là món ăn tinh thần hấp dẫn, đưa hình ảnh, đất và người cũng như những giai điệu quê hương vùng cao đến với đông đảo người yêu nhạc. Tiếp theo chương trình, ra mắt chùm tour du lịch nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Du lịch thiên nhiên kỳ thú ở nước Nga. Ngày 3 tháng 1, tại tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân tổ chức cho hơn 120 phóng viên, diễn viên đội nghệ thuật xung kích đi thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa nhân dịp đón xuân Giáp Thìn năm 2024. Trước đó, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã xây dựng kế hoạch đưa đón phóng viên đi thực tế, tuyên truyền về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, vận chuyển hàng hóa để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vui xuân đón Tết và cuộc sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Sáng nay, hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa đón Tết đã được vận chuyển lên tàu. Trong lịch trình, gần 100 phóng viên không chỉ mang theo tình cảm của đất liền mà còn phản ánh một cách chân thực nhất về quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ nhân dân nơi tiền tiêu trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai có 2 phóng viên tham gia đoàn công tác ra Trường Sa. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hoạt động thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa ngay khi có những hình ảnh cập nhật gửi về. Ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp vừa ra mắt chùm tour du lịch nông nghiệp, góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Chùm tour du lịch nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp gồm 9 tour trải khắp địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Nổi bật là tour du lịch nông nghiệp về Đồng Tháp, tour du lịch nông nghiệp gắn với di sản văn hóa về miền di sản, tour du lịch nông nghiệp gắn với ngành hàng cà tra và ngành hàng sen, tour trải nghiệm rừng tràm chim. Trước đó, Festival Hoa Kiểng Sa Đéc lần thứ nhất được tổ chức vào dịp Tết Dương lịch 2024. Ngành du lịch Đồng Tháp cũng đưa 4 tour du lịch trải nghiệm mới phục vụ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Cách Hà Nội gần 92 km, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc không chỉ nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, mà còn lưu giữ nhiều món ăn đặc trưng, độc đáo, trong đó có bánh chim gâu, một biểu tượng tình mẫu tử thiêng liêng của người Cao Lan. Như nhiều dân tộc khác, người Cao Lan cũng có những món ăn đặc sắc mang dấu ấn văn hóa, đó là bánh chim gâu. Để làm được những chiếc bánh chim gâu, bà con phải lên rừng để tìm lá dứa. Bởi với họ, lá dứa rừng là một vị thuốc chữa được bệnh dạ dày.
Do đó, gói bánh bằng lá dứa rừng vừa tạo vị thơm ngon cho bánh, vừa chữa được bệnh. Dậy sớm từ 5 giờ để chúng tôi lên rừng để lấy lá dứa về để làm bánh. Lá dứa mình cắt bỏ cái đầu đi cho bằng đi, mà đuôi thì mình chỉ cắt một tí ngọn đi. Xong rồi mình tước bỏ gai đi, thì là mình chẻ đều từ tước làm đôi ra, chẻ bỏ cái gai ở giữa ra. Là bắt đầu là mình thành cái lá đẹp đấy thì là bắt đầu mình ra, là mình phải làm cẩn thận. Ngoài lá dứa rừng, thành phần chính để làm bánh chim gâu là gạo nếp nương. Gạo nếp chọn lọc, đem vò sạch để ráo nước rồi chọn thêm ít muối cho đậm đà. Mỗi chiếc lá dứa rừng sẽ được uốn đan thành hình con chim cu gáy, nhồi gạo nếp vào trong đó và đem đi luộc. Đây là khâu quan trọng nhất quyết định đến độ đẹp và ngon của bánh. Căn bản nhất là cái khâu mình đan cái lồng của nó để làm sao cho nó vuông hoặc là nó khít vào cho bánh nó khỏi ra, cho nước nó khỏi vào, khỏi nứt nẻ ra thì mới là được cái bánh ngon. Trong suốt quá trình nấu, lửa phải đều, châm nước thường xuyên để giữ chiếc bánh được ngập trong nước. Bánh sẽ chín sau khoảng 1 giờ nấu, sau đó vớt ra để cho ráo nước và cắt đôi bánh ra để thưởng thức. Ngày nay người ta còn dùng thêm nhân đậu xanh và thịt để tạo độ thơm, vị ngậy cho bánh. Được các bà các mẹ hướng dẫn công đoạn, em hiểu biết hơn và em càng tự hào hơn về cái công việc và cái giá trị đó. Và em cũng mong muốn là mình sau này cũng sẽ giống như các bà các chị là có thể truyền lại, đạt lại những cái giá trị đó đối với thế hệ sau ạ. Với người Cao Lan, gìn giữ món bánh này chính là gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Chương trình được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa chào đón năm mới 2024 với những màn trình diễn pháo hoa ánh sáng nghệ thuật hoành tráng tại nhiều địa điểm. Chương trình này đã lập 3 kỷ lục thế giới bao gồm các hạng mục, số lượng pháo hoa hình máy bay trực thăng được bắn xa nhiều nhất trong vòng 30 giây, số lượng bông pháo mang hình bánh xe được bắn nhiều nhất trong vòng 30 giây và nhiều pháo hoa lóe sáng nhiều lần nhất trong 30 giây. Cùng với đó, màn trình diễn pháo hoa và drone kéo dài 8 phút với sự góp mặt của hơn 1.000 drone gắn đèn LED chiếu sáng 4,5 km bờ biển đã lập thêm 2 kỷ lục Guinness thế giới. Đó là chuỗi pháo hoa nổi trên mặt nước dài nhất với tổng chiều dài 5,8 km và màn trình diễn drone theo đường thẳng dài nhất với tổng chiều dài 2 km. Mới đây, đông đảo người dân Tây Ban Nha đã tập trung tại thị trấn Ibi thuộc tỉnh Alicante để tham gia lễ hội có cái tên rất độc đáo, những người tẩm bột. Đúng như tên gọi, người tham gia lễ hội sẽ mặc đồ bảo hộ, chia làm hai nhóm để cùng chiến đấu với nhau. Và vũ khí duy nhất họ có trong tay là trứng và bột mì. Mặc dù chỉ là một trận đánh giả, nhưng hai bên chiến đấu rất quyết liệt để giành quyền điều hành thị trấn trong ngày. Với quyền điều hành thị trấn, nhóm giành chiến thắng có thể thiết lập những luật lệ riêng và buộc nhóm đối lập phải tuân thủ. Dù đây chỉ là một cuộc vui, song người vi phạm những điều luật mới vẫn phải chịu phạt bằng tiền thật. Số tiền này sau đó được quyên góp cho tổ chức từ thiện địa phương. Khu du lịch Trang Trại Hưu là một khu thiên nhiên hoang dã được xây dựng ở miền Nam nước Nga trong vài năm trở lại đây. Vào mùa đông, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp khi những bông tuyết vẫn còn đọng lại trên cây hay mặt đất, tạo nên hình ảnh như trong truyện cổ tích. Phòng nghỉ tiện nghi dành cho du khách được thiết kế và bố trí gần gũi với thiên nhiên, đem lại cảm giác đặc biệt. Trong khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp đó, những con thú được chăn thả tự nhiên, trong đó có khoảng 500 con hươu. Loài hươu này còn được gọi là thuần lộc, được nhiều người Nga xem như một vị thần rừng và cho rằng việc gặp được nó trong thiên nhiên là một điềm lành. Du khách cũng có thể sử dụng các sản phẩm của thuần lộc như tắm nước nhung hươu để tăng cường sức khỏe, vốn được người Nga rất ưa chuộng. Giới chức Hàn Quốc thông báo, sáng ngày 3 tháng 1, Hải quân nước này đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên trong năm 2024 nhằm sẵn sàng ứng phó trước mọi nguy cơ. Cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông, Tây và Nam của Hàn Quốc với sự tham gia của 3 máy bay và 13 tàu chiến từ 3 hạm đội, trong đó có tàu khu trục có trọng tải 3.200 tấn, khinh hạm Cheonan với trọng tải 2.800 tấn và một máy bay huấn luyện tác chiến bắn đạn thật và chống tàu ngầm ở Hoàng Hải của hạm đội 2. Trong khi đó, hạm đội 1 và hạm đội 3 triển khai tàu chiến và máy bay tham gia diễn tập ở vùng biển phía Đông và vùng biển phía Nam Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Quy Nhơn, trung tâm của tỉnh Bình Định, là một trong những thành phố du lịch biển nổi tiếng ở miền Trung,
Bởi không chỉ có những bãi biển hoang sơ, trong xanh và nhiều di tích lịch sử, văn hóa, mà nhịp sống nơi đây cũng rất năng động và đa dạng. Đặc biệt khi màn đêm buông xuống, thành phố càng đẹp và bình yên hơn. Hình ảnh Quy Nhơn lung linh về đêm sẽ có trong một góc nhìn cuộc sống ngày hôm nay. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.